Ước mơ của em là idol TikTok. Chưa. Chơi TikTok chưa? Em chơi rất là lâu rồi. Em rất là có kinh nghiệm với TikTok. Chơi lâu rồi chắc là nhiều follow lắm. Bao nhiêu follow rồi? 2. Hả? 2. 2 follow. 2 follow. Lận 2 follow. Ôi trời, thế 3 năm 2 follow. Thế cũng là có cái cố gắng rồi thôi. Cố gắng thực hiện ước mơ của mình. 2 cũng là số nhiều đấy. Cố gắng lên. Một là mẹ em, 2 là bố em. Ơ mà